Huyền thoại chiến thần tập 56. Cậu cũng sắp trở thành người chết rồi, có biết những cái này cũng có ích gì đâu. Gia Sắc cười khẩy, người chết sao? Anh giơ một ngón tay lên, đối phó với đám người này 10 giây là đủ. Bác sĩ Thạch cười bật cười, ai chà, chém gió cũng ra gì đấy nhỉ. 10 giây sao? Được thôi, mấy anh em lột sạch cậu ta ra rồi trói lại cho tôi. Bây giờ tôi sẽ cắt cậu ta ra luôn. Tôi còn muốn xem cậu giải quyết bọn tôi trong 10 giây như thế nào đây. Đám người cầm dây thừng tiến đến, Gia Sắc để Tô Nhàn đứng ra sau lưng mình, sau đó tay đấm như gió, chân đá như sấm sét. Cả đám còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì thì đã thấy bụp 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 một nhoáng, cả từng người một bị đạp văng ra ngoài, đập lên tường có, đá văng ra ngoài cửa có, nằm trên đất lăn lê bò toài cũng có, treo trên cột cũng có. 10 giây sau, không nói 10 giây là nhiều rồi, chỉ là trong 5 giây, mười mấy tên côn đồ ở đó đều đã bị quật ngã. Muốn bắt Giang Sắc sao? Bọn này còn chưa có tư cách đó. Vỗ vỗ tay, Gia Sắc quay lại nói bác sĩ Thạch. Thấy sao? Bác sĩ Thạch mặt mũi xám ngoét, không thể ngờ được chuyện lại thành ra như thế này. Người đàn ông trước mắt này, trong nháy mắt, xử gọn mười mấy người. Cậu ta còn là con người hay sao? Rõ ràng là một quái vật. Bác sĩ Thạch lùi về sau liên tiếp, đưa tay bấm một cái nút đỏ. Kết quả là không đến 30 giây đã có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi vào, một phát đạp bay cửa. Người dẫn đầu là một tên mặt vuông, còn có một bảng tên cảnh sát, Vương Thông. Thấy cảnh sát đến, Tô Nhàn cực kỳ mừng rỡ, cuối cùng cũng như nhìn thấy cứu tinh đến. Anh cảnh sát, cứu chúng tôi với, bọn chúng buôn bán nội tạng người, cưỡng bức phụ nữ, tất cả đều là thành phần tử phạm tội, mau bắt bọn chúng lại đi. Nhưng Vương Thông chẳng có phản ứng gì cả, khóe miệng còn lộ ra nụ cười kỳ quái, nhìn rất kinh khủng. Gia Sắc cảm thấy không đúng, liền ngăn Tô Nhàn đang định chạy sang bên đó, nhắc nhở cô, đợi đã, có vấn đề. Quả nhìn Vương Thông chẳng những không điều tra bọn tội phạm này, mà ngược lại còn hỏi Gia Sắc, anh là ai, sao lại đến cửa hàng nhà người ta gây rối chứ? Gây rối sao? Tài vụ ban nói nhảm đúng là lợi hại. Mấy tên cảnh sát này rõ ràng là cùng một ruột với bác sĩ Thạch. Gia Sắc bình thản nói, ô dù này của các người làm cũng chặt chẽ thật đấy, chỉ là không biết đội trưởng đội cảnh sát của các người mà không biết chuyện này thì sẽ nghĩ sao đây? Vương Thông vui vẻ, đội trưởng sao? Xin lỗi chứ đội trưởng sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện ở đây. Rồng có mặt cũng không ép được rắn. Đất này do tôi cai quản, chẳng có ai dám đến đây làm gì. Đừng nói đến đội trưởng, kể cả người phụ trách cả khu vực Giang Nam này đến đây cũng phải quỳ xuống liếm giày cho Vương Thông ông đây. Gia Sắc xấu hổ sờ sờ cái cổ, thật không ngờ đám viên chức tầng thấp này lại không coi pháp luật ra gì, dám hống hách ngang ngược đến mức độ như thế. Vẫn còn loại người này tồn tại thì Gia Sắc làm sao mà khá lên được chứ. Gia Sắc hừ lại một tiếng, cầm điện thoại lên gọi điện. Anh nói đội trưởng đội cảnh sát cũng không làm gì được sao? Ok, thế thì để tôi gọi anh ta đến đây xem rốt cục anh ta có làm gì được hay không. Vương Thông liền đơ người ra, mặc dù có phải Gia Sắc đang hù dọa anh ta hay không thì cũng không thể để anh tùy tiện gọi điện thoại. Vì vậy Vương Thông lập tức rút súng ra bắn thẳng vào Gia Sắc. Bùm một tiếng, viên đạn bay thẳng đến giữa hai hàng lông mày của Gia Sắc. Người bình thường tuyệt đối không có cách nào tránh được đạn bắn trong khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ quá nhanh. Cho dù là huyền thoại chiến thần nhưng anh cũng là con người, không phải là thần thánh. Tô Nhàn kinh hoàng hét ầm lên, lo lắng Gia Sắc sẽ bị một phát bắn chết. Nhưng khoảng cách Vương Thông giơ tay bóp cò, Gia Sắc đã chuẩn bị xong, thân hình nhẹ nhàng lùi ra bên cạnh một nửa bước. Viên đạn bay sượt qua quần áo của anh một cách thần kỳ, nổ đùng một tiếng đập vào trong vách tường. Vương Thông thoáng sửng sốt, nhóc con thân thủ được đấy. Anh ta không cho phân trần, đùng 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 bắn liên tiếp mấy phát. Nhưng Gia Sắc như biết ma thuật, mỗi một viên đạn đều sượt qua sát thân thể anh, đừng mong bắn trúng người anh. Thực lực này quá thực khiến người ta nghe thấy mà rợn người. Bây giờ Vương Thông mới ý thức được tình thế không ổn, nhanh chóng báo người dưới trướng cùng hỗ trợ nổ súng. Một khẩu súng không thể giải quyết được anh thì 4-5 khẩu súng bắn cùng nhau chắc chắn cũng có thể. Anh ta vẫn không tin lẽ nào Gia Sắc lại biết pháp thuật. Nhưng khi bọn họ vừa nâng súng lên, Gia Sắc cúi xuống nhặt mấy viên đá dưới đất lên, thản nhiên nói, không vũ tiễn trường thành, các người có biết không? Ai?
Vẻ mặt của đám người Vương Thông mơ hồ. Gia Sách bất đắc dĩ lắc đầu. Có rảnh thì đọc thêm danh sách đi, thật sự chẳng có cách nào khác giao tiếp với đám lợn các người. Vút vút vút, mấy viên đá lao ra ngoài, từng viên vững vàng đập vào trên tay mấy người đối diện, nhất thời khiến tay cả đám đều tàn phế, ngay cả cầm cũng không được, chứ đừng nói là nổ súng. Đùng đùng đùng, mấy khẩu súng đều toàn bộ rơi xuống đất cướp cỏ. Vương Thông quát, giỏi, mày dám tập kích cảnh sát, mày có biết đây là trọng tội hay không? Tao muốn... Không được, anh ta nói xong, một đoàn cảnh sát đã từ trong ngõ nhỏ đi ra. A, người cầm đầu là đội cảnh sát đội Tạ Mạnh Trí. Anh ta vừa nhận được điện thoại từ văn phòng người tổng phụ trách, nói rằng nơi này có phần tử phạm pháp buôn bán nội tạng, ép người hiền lành theo mại dâm, người tổng phụ trách đang rơi vào hiểm cảnh. Anh ta sợ tới mức lập tức đưa một đoàn cảnh sát đặc nhiệm chạy tới. Trên thực tế, con hẻm này cũng không xa cục cảnh sát, chỉ cách vài dãy nhà. Thứ mà đám trộm cướp này muốn là bóng tối giữa ánh đèn, nơi nào càng nguy hiểm thì càng an toàn. Nhưng điều này cũng mang lại sự tiện lợi rất lớn cho cảnh sát. Chẳng mấy chốc, Tạ Mạnh Trí cho người bao vây toàn bộ hiện trường. Bản thân anh ta lại sợ đến mức suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Giang Sách. Tuy rằng chưa gặp qua Giang Sách, nhưng qua cuộc điện thoại vừa rồi, có thể biết được người trước mắt chính là người tổng phụ trách khu Giang Nam, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Tạ Mạnh Trí vừa định nói chuyện lại bị Giang Sách chặn lại. Anh hỏi, đội trưởng Tạ, vừa rồi người cảnh sát này nói cái gì mà ngay cả vùng này đều do anh ta định đoạt? Cho dù anh có đến đây thì anh ta cũng không sợ, hiện giờ viên chức địa phương cũng có quyền lực đến như vậy hay sao? Tạ Mạnh Trí sợ tới mức sắc mặt xanh mét, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Thông, nói đúng sự thật, ngài hiểu lầm rồi, thật ra anh ta không phải là cảnh sát, hả? Tạ Mạnh Trí giải thích, anh ta từng là cảnh sát một thời gian, nhưng vì vi phạm pháp luật và làm rối kỷ cương nên đã bị khai trừ ra khỏi đảng và tước bỏ nhiệm vụ cảnh sát. Bây giờ Vương Thông chỉ là một thường dân. Vậy quần áo của anh ta thì sao? Là do chính anh ta lén lút làm dựa theo cảnh phục trước đó đã mặc. Danh sách bật cười, hóa ra Vương Thông chỉ dựa vào khoảng thời gian trước làm cảnh sát mà giả mạo cảnh sát ở đây làm ô dù. Nhưng mà cái dù này thực sự là vô dụng. Vương Thông không ngờ rằng Danh sách vừa gọi điện thoại đã kêu được Tạ Mạnh Trí đến đây. Theo anh ta thấy, Gia Sách chỉ là một công dân bình thường, có thể có gì để sợ chứ. Nhưng anh ta có nghĩ gì thế nào cũng không nghĩ được rằng mình chỉ đá một cước mà lại đá nhầm vào bản tấm sắt. Lần này xem như hoàn toàn bị làm thịt rồi, không có gì để nói. Giả mạo cảnh sát, đồng thời lạm dụng chức quyền như ô dù để giúp bọn tội phạm thực hiện hàng loạt hành động phạm tội trái pháp luật. Đám người Vương Thông không một ai có thể trốn thoát, tất cả đều bị tóm gọn tại chỗ. Cuối cùng, Vương Thông nhìn Gia Sách hỏi một câu cuối cùng. Mày là ai? Có thể một mình đánh đổ mười mấy người, có thể né đạn trong vòng mấy mét, có thể dùng đá làm tay bọn hắn bị thương, có thể chỉ cần một cú điện thoại là gọi được đội trưởng cảnh sát, có thể làm được bất kỳ một chuyện nào trong số đó thôi đã là một người trâu bò tuyệt đối rồi, huống chi là làm được toàn bộ chứ. Vương Thông thực sự rất muốn biết thân phận thực sự của người đàn ông trước mặt. Gia Sắc cũng không keo kiệt, anh tiến đến ghé sát vào tai Vương Thông nói nhỏ. Không phải anh nói, cho dù người tổng phụ trách của khu dân Nam tới đây cũng phải quỳ xuống liếm đế giày cho anh sao, hả? Vương Thông hoàn toàn ngớ người. Kỳ thật những lời này anh ta nói ra chỉ để làm ra vẻ mà thôi, hoàn toàn không coi là chuyện gì cả. Có lẽ nào, đúng rồi, cũng chỉ có người có thân phận như thế này mới thể làm được một loạt những điều khó tin đó. Vương Thông ngẩng đầu cười khổ không thôi, sao mình lại có thể ngốc đến mức ngay cả người tổng phụ trách mà cũng không nhận ra được chứ. Anh ta thua chẳng oan. Ngoài trừ một số cảnh sát giả như Vương Thông ở bên ngoài, những phần tử phạm tội khác đều đã bị tóm. Trong số đó, bác sĩ Thạch được Danh Sách chăm sóc đặc biệt. Anh nói với Tạ Mạnh Trí, thân phận của bác sĩ Thạch cần phải điều tra rõ ràng cho tôi. Trở về, tôi sẽ tìm anh để lấy kết quả. Tạ Mạnh Trí gật đầu khẳng định, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận chức tận trách, đảm bảo điều tra rõ ràng thân phận. Các người rút lui trước đi, tuân mệnh. Tạ Mạnh Trí dẫn người đi, chỉ còn là hai người Giang Sách và Tô Nhàn ở hiện trường. Giờ phút này Tô Nhàn vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi bọn họ còn đang bị một đám người Vương Thông dồn vào ngõ cụt, sao chỉ hơn có 10 phút ngắn ngủi mà mọi chuyện đã được giải quyết toàn bộ rồi thế? Cô nhìn Giang Sách ngạc nhiên hỏi, anh rể, rốt cuộc thân phận của anh là gì thế? Chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gọi đội trưởng đội cảnh sát đến. Giang Sách nhún vai, anh có thể có thân phận gì chứ? Chỉ là một người chồng nội trợ gia đình mà thôi. Tô Nhàn bĩu môi, còn lâu em mới tin.
người chồng nội trợ trong gia đình mà có thể dùng một cuộc điện thoại gọi được đội trưởng đội cảnh sát hay sao? Gia Sắc nở nụ cười. Thật ra, trước đây đội trưởng Tạ đã từng mua sản phẩm của công ty chúng anh. Lúc đó là anh dẫn anh ấy đi mua. Vì vậy anh ấy khá quen thuộc với anh nên anh có thông tin liên lạc cá nhân của anh ấy mà thôi. Chỉ có vậy thôi sao? Nếu không thì sao chứ? Trên thực tế, Tô Nhàn cũng cảm thấy Gia Sắc chỉ là một công dân nhỏ bình thường, không có lý do gì để điều động đội trưởng đội cảnh sát. Nhưng cô luôn cảm thấy lời nói của Gia Sắc lúc này là cố ý nói cho qua để lừa gạt cô. Gia Sắc cười cười, mở cửa xe taxi. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta nên về nhà thôi. Tô Nhàn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, lên xe cùng với Gia Sắc. Gia Sắc lái taxi về nhà. Trên đường về nhà, trong radio luôn phát quảng cáo. Ngày mai là ngày cuối cùng của năm, năm nay sắp trôi qua rồi. Các buổi biểu diễn đêm giao thừa của giải trí Ức Mạch và giải trí Bá Khổng sắp bắt đầu. Tô Nhàn hỏi anh rể, đêm mai anh sẽ xem buổi biểu diễn đêm giao thừa của giải trí Ức Mạch hay là xem của giải trí Bá Khổng chứ? Gia Sắc mỉm cười, xem hết. Trải qua một phen đau khổ, cuối cùng hai người cũng thuận lợi trở về tiểu khu Liễu Danh Uyển số 33. Chuyến đi tím tới Milan lần này khiến mối quan hệ của bọn họ gần gũi hơn và cũng trở nên phức tạp hơn. Trước khi xuống xe, Tô Nhàn tháo sợi dây chuyền phỉ thúy mà Gia Sắc đã chọn cho cô, cất vào trong hộp, cất giữ bên mình. Đây có thể là món quà quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Người đàn ông đó cô đã định là không thể có được, ít nhất còn có thể giữ lại món quà của anh. Đây cũng là một phần ý niệm. Hai người lần lượt bước vào phòng. Giờ phút này, trong phòng hương thơm nức mũi, trên bàn bày đầy những món ăn tinh xảo, chỉ cần nhìn thôi là đã thèm chảy nước miếng. Cả nhà Đinh Mộng Nghiên bước lên đón. Không phải đã xuống máy bay từ lâu rồi sao? Sao về nhà muộn thế chứ? Đinh Mộng Nghiên hỏi ra. Hay già, đừng nói nữa, tụi em... Tô Nhàn vừa định ăn ngay nói thật, đã bị Gia Sắc cắt ngang. Bọn anh gặp một tài xế không biết đường, chở bọn anh đi lòng vòng một vòng lớn nên về muộn. Ồ, là vậy sao? Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào ngồi xuống đi, cùng nhau ăn tối. Đinh Mộng Nghiên dẫn Tô Nhàn, Gia Sắc ngồi xuống. Đinh Đại Sơn và Tô Cầm cũng ngồi xuống. Cả nhà ăn uống vô cùng sôi nổi, mồm năng miệng mười, nói chuyện trời Nam biển Bắc. Bữa cơm này hòa thuận vui vẻ. Sau buổi tối, Đinh Đại Sơn và Tô Cầm cùng đi xem TV. Đinh Mộng Nghiên thuận miệng hỏi một câu, Tiểu Nhàn, Gia Sắc ở Milan không động tay động chân với em đó chứ? Vẻ mặt của Gia Sắc lập tức trở nên rất căng thẳng. Tô Nhàn cười nói, đương nhiên là không có rồi, anh rể rất thành thật, không những không động tay động chân với em mà còn bảo vệ em vô cùng tốt. Bọn em ngủ chung một phòng mà anh rể cũng nhất định không chịu ngủ trên giường hả? Sắc mặt Đinh Mộng Nghiên lập tức thay đổi, các người ngủ chung một phòng sao? Đúng ạ, quần áo tắm rửa của em vẫn là anh rể tự mình giúp em mang vào phòng tắm đó. Ầm, cái bát trong tay Đinh Mộng Nghiên rơi xuống đất bể toang. Gia Sắc muốn khóc mà không ra nước mắt. Tuy rằng tình huống hình như là đúng như vậy, nhưng không thể nói thẳng như vậy chứ, nói như vậy sẽ gây ra hiểu lầm. Tô Nhàn vỗ bụng, em no rồi, anh chị anh rể, em đi ngủ trước nha, ngủ ngon. Đợi Tô Nhàn rời đi, Đinh Mộng Nghiên trừng mắt hung tợn với Gia Sắc. Anh có thể giải thích cho em tình huống là gì không? Gia Sắc xấu hổ và sợ hãi nuốt nước bọt. Mộng Nghiên, em khoan hãy kích động, em nghe anh giải thích. Còn giải thích nữa sao? Đinh Mộng Nghiên véo vào cánh tay Gia Sắc thật đau. Sau đó tiếng hét thê thảm của Gia Sắc vang vọng trong toàn bộ phòng khách, quanh quẩn 3 ngày bên tai không dứt. Tô Nhàn tránh trong phòng ngủ cười trộm, lại lấy chiếc vòng phỉ thúy ra vuốt ve hết lần này đến lần khác. Vui mừng lại có một chút đau lòng. Nửa đêm, tại giải trí Bá Khổng, trong văn phòng tổng giám đốc, Bách Tiến Hoành bắt chéo chân chầm thuốc rồi ung dung ngồi trên ghế, nhìn Gia Sắc biểu diễn trong tay, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Đây là danh sách cuối cùng của đêm nhạc giao thừa vào tối ngày mai. Các tiểu thịt tươi có lưu lượng cao thịt cao nhất trên thị trường về cơ bản đều đã bị giải trí Bá Khổng lôi kéo về đây. Dù mấy lần trước thua lỗ khá thảm hại, nhưng nền tảng của giải trí Bá Khổng vẫn còn đó. Hầu hết các ngôi sao lưu lượng đều đã ký hợp đồng với Bá Khổng, nên bọn họ hoàn toàn không gặp vấn đề gì về phương diện lưu lượng trong các buổi biểu diễn đêm giao thừa. Giải trí Ức Mạch, mày lấy cái gì để đấu với tao đây? Lúc này Hoa Tưởng Dung ngồi trên ghế sofa nói ra. Tổng giám đốc Bách, mặc dù bên chúng ta đã mời được rất nhiều gà quay da giòn tới đây, nhưng giải trí Ức Mạch vì sự tồn tại của La Thận, có rất nhiều ca sĩ thành danh nhiều năm, khá có danh vọng trong nghề đều đã hiến ca bên bọn họ, chỉ sợ lưu lượng cũng sẽ rất lớn. Nói hợp lý.
Mặc dù giải trí ước mạch không có tiểu thịt tươi, nhưng bọn họ đã mời một số lượng lớn các ca sĩ có thực lực. Đặc biệt là người dẫn chương trình Phùng Tương Minh là người đi đầu trong ngành. Với một đội hình như vậy, chỉ sợ rằng cả hai phương diện lưu lượng và danh tiếng đều sẽ bùng cháy. Bách Kính Hoành cau mày, không hài lòng dập tàn thuốc, tức giận nói: nếu không, tài lão già ra thần kia thì lúc trước giải trí ức bạch không thể vực dậy nổi. Đã một đống tuổi rồi, sao không chết đi chứ? Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ông đây giết chết lão già đó. Nói xong, anh ta chuyển từ lo lắng sang vui mừng, nhìn bức thư hứa hẹn trên màn hình máy tính. Vui tươi hớn hở nói: tuy nhiên các người cũng không cần lo lắng, buổi biểu diễn đêm giao thừa này do tôi sắp xếp đầy đủ rồi, đảm bảo sẽ đè ép giải trí ức bạch đến suy sụp. Sắp xếp của Bác Tiến Hoành không chỉ có riêng bên giải trí Bá Khổng, ngay cả bên giải trí ức bạch anh ta cũng động tay động chân. Hoa Tưởng Dung tò mò hỏi: tổng giám đốc Bác, đến tột cùng anh đã động tay động chân gì đấy? Bác Tiến Hoành đặt ngón tay lên trước miệng: có một số việc nói quá sớm sẽ không hay, ngày mai cô cứ chờ xem đi, giải trí ức bạch tuyệt đối sẽ sụp đổ. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, Giang Sách đến giải trí ức bạch từ sớm, thảo luận cùng đám người Trình Đan Đình về các vấn đề buổi biểu diễn đêm giao thừa. Theo mô tả kế hoạch của Trình Đan Đình, mọi thứ đang diễn ra một cách trật tự, không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Lần này tất cả các khách mời đều đã đến hiện trường trước hạn thời hạn, sẽ không xảy ra tình trạng như lễ khai mạc lần trước. Trình Đan Đình bàn giao lịch trình biểu diễn cho Giang Sách. Tổng giám đốc Giang, anh xem qua một chút đi. Giang Sách lướt từ trên xuống dưới một lần, tất cả các tên tuổi lớn lần lượt lên sân khấu, phong cách bài hát đa dạng và hiệu ứng sân khấu tuyệt vời. Cuối cùng là diễn viên đang hot nhất Lăng Dao xuất hiện cuối cùng và biểu diễn bài hát mới nhất của thầy La Thịnh. Có thể nói là chương trình không chê vào đâu được. Nếu quá trình như vậy diễn ra suôn sẻ, hiệu quả tiết mục, tỷ lệ người xem truyền hình và danh tiếng đều có thể được đảm bảo, không thể không nói tài hoa của Trình Đan Đình trong lĩnh vực này thực sự rất tốt. Chỉ tiếc là có quá ít sao lưu lượng. Trình Đan Đình cho biết hiện tại gà quay da giòn trên thị trường về cơ bản đã được ký hợp đồng với giải trí Bá Khổng. Chúng ta không thể lấy bất kỳ ai trong số họ, cũng may vẫn có Lăng Dao giữ mã bề ngoài. Nếu ngay cả Lăng Dao cũng không có thì buổi biểu diễn năm nay của chúng ta có thể gọi là buổi biểu diễn người cao tuổi luôn rồi đó. Giang Sách mỉm cười: từ từ sẽ được thôi, chẳng thể nào ăn một miếng là béo lên ngay được. Không giống như Trình Đan Đình, mối quan tâm của Giang Sách không phải là không có gà quay da giòn ra sân, mà là lo lắng về một chuyện khác, Bách Tin Hoành sẽ dở trò gì đây. Xét về những hành động xấu trong quá khứ, Bách Tin Hoành nhất định sẽ trăm phương nghìn kế để bẫy chết giải trí ức mặt. Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì chứ? Bách Tin Hoành sẽ thành thật như vậy sao? Không thể nào, đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Bách Tin Hoành nhất định sẽ cho anh một nhát dao, chuyện này không cần nghĩ cũng biết. Nhà Sách hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói: Đan Đình, điều quan trọng nhất bây giờ là công tác an ninh, là mọi thứ có thể đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ, đảm bảo an toàn cho sân bãi và đảm bảo rằng sẽ không có trường hợp khẩn cấp nào, biết chưa? Trình Đan Đình gật đầu: nhất định rồi. Cả một ngày, Gia Sách cơ bản đều đang lo lắng không biết Bách Tiên Hoàng có dở trò gì hay không, đồng thời kiểm soát mọi mặt để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mãi đến 2 giờ trước khi bắt đầu buổi biểu diễn, mọi chuyện vẫn gió êm sóng lặng. Càng bình tĩnh, Giang Sách càng khó chịu. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Giang Sách thuận miệng nói. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Đó là Phương Tân Minh, người đi đầu trong giới dẫn chương trình. Giang Sách và Trình Đan Đình liếc nhìn nhau, không hiểu ông ta đang làm gì ở đây bây giờ. Không phải ông ta nên tranh thủ tập luyện và làm quen thuộc với lời thoại trước hay sao? Chỉ thấy Phương Tân Minh khẽ cười nói: tổng giám đốc Giang, giám đốc Trình, chào hai người, tôi có chuyện cần thương lượng với các người một chút. Trình Đan Đình có chút không kiên nhẫn, cố nén bực dọc hỏi ra: làm sao vậy chứ? Phương Tân Minh nói ra: tôi cảm thấy phía ra sân có hơi thấp, không phù hợp với thân phận của tôi trong nghề. Phải biết rằng người dẫn chương trình do bên giải trí Bá Khổng mời chỉ là người đứng thứ hai trong nghề dẫn chương trình mà cũng được nhận phí ra sân 100 vạn tệ rồi. Còn tôi thì chỉ có 60 vạn, hơi thấp đó. Trình Đan Đình tức giận: ý là gì chứ? Muốn tăng giá sao? Cô lại lùng nói: Phương Tân Minh, giá cả giữa hai bên chúng ta ngay từ đầu đã định sẵn.
đã ký hợp đồng rõ ràng, nếu ông cảm thấy giá thấp thì có thể đề xuất ngay từ đầu. Chúng ta có thể bàn bạc mọi chuyện. Bây giờ chỉ còn cách lúc biểu diễn chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Lúc này ông mới đề xuất là có ý gì chứ? Muốn bức cung sao? Phương Tân Minh giả vờ sợ hãi. Ôi trời, giám đốc Trình, cô nói gì vậy chứ? Cô cho tôi 10 lá gan thì tôi cũng không dám đâu. Chỉ là tôi cảm thấy các người không đủ thành ý, không đủ tôn trọng đối với tôi, nên tôi chỉ muốn lấy lại tôn nghiêm của tôi mà thôi. Điều này rất quá đáng hay sao? Vẫn vậy mà, vẫn còn chưa quá đáng sao? Còn chưa đầy 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu biểu diễn, lúc này mới mở miệng đòi thêm tiền. Có khác gì bác sĩ mổ bụng bệnh nhân trên bàn mổ rồi mới tăng giá với người nhà hay không? Đây là một điều đáng xấu hổ trong ngành. Trình Đăng Định thực sự không ngờ rằng anh cả trong nghề lại có thủ đoạn xấu xa, không chịu được như thế. Cô nghiến răng nói ra, ông muốn bao nhiêu? Nếu đã hỏi như vậy thì có nghĩa là Trình Đăng Định sẽ thừa nhận ở một mức độ nhất định. Dù sao thì buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu, đổi người cũng không kịp nữa, chỉ cần đối phương không dở công phu sư tử ngoạn đòi 700-800 vạn gì đó thì mọi chuyện vẫn có chỗ thương lượng. Đầu tiên phải đảm bảo rằng buổi biểu diễn vẫn diễn ra bình thường, còn chuyện sau này có đâm đơn kiện Phương Tân Minh hay là không hợp tác nữa thì sẽ nói sau. Phương Tân Minh rất xảo quyệt, biết đối phương đâm lao thì phải theo lao, thế nên mở miệng ra giá 500 vạn. Mắt Trình Đăng Định như muốn rớt ra ngoài. Ông nói cái gì? Phương Tân Minh lặp lại một lần nữa, một cái giá thôi, 500 vạn tệ. Hơn nữa, in thêm áp phích của tôi thì tôi mới bằng lòng lên sân khấu biểu diễn. Ông Trình Đăng Định suýt chút nữa không thở nổi mà ngất đi. 500 vạn tệ sao? 500 vạn tệ không biết mời được bao nhiêu ngôi sao có lưu lượng, ca sĩ nổi tiếng, một người dẫn chương trình mà há mồm đòi 500 vạn sao? Điên rồi sao? Trình Đăng Định tức giận. Phương Tân Minh, ông cố tình đúng không? Nhảy từ 60 vạn lên 500 vạn, sao ông không đòi thêm một chút nữa đi? Phương Tân Minh vui vẻ nói, số tiền này cô cũng không phải là cho. Cô cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, các cô đổi người cũng không kịp. Hơn nữa, người dẫn chương trình giống như người dẫn dắt, điều khiển và kết nối toàn bộ chương trình. Nếu chỉ một ca sĩ gặp sự cố thì các cô có thể tùy ý thay đổi, nhưng người dẫn chương trình thì các cô không thể thay đổi. Một khi thay đổi, toàn bộ chương trình sẽ tan rã. Đây là buổi biểu diễn đêm giao thừa mà giải trí Ức Mạch đã đầu tư rất lớn. Nếu thua lỗ thì cũng là một khoản lớn. Các cô có chắc chỉ vỏn vẹn 500 vạn tệ mà làm xáo trộn toàn bộ buổi biểu diễn hay không? Phương Tân Minh vô cùng tinh ranh, hiểu rõ về giải trí Ức Mạch như trong lòng bàn tay. Chính vì biết người biết ta nên khiến cho ông ta trăm trận trăm thắng. Đúng vậy, đối một diễn viên ca sĩ rất dễ dàng, nhưng đối một người dẫn chương trình mới là điều hoàn toàn không có khả năng. Trình Đăng Định nghiến răng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. 500 vạn tệ không phải là không trả nổi, vấn đề là Phương Tấn Minh không xứng đáng với cái giá này, vả lại quá trình chào giá quá kinh tởm. Phương Tấn Minh, ông không sợ bồi thường tiền vì vi phạm yêu cầu hợp đồng hay sao? Phương Tấn Minh cười ha hả, muốn tôi bồi thường tiền sao? Được chứ, nhiều nhất là tôi chỉ tổn thất 60 vạn nhân dân tệ, nhưng thứ mà các cô mất đi là hiệu quả của toàn bộ buổi biểu diễn. Ai mất nhiều hơn, trong lòng giám đốc Trình cô biết rõ mà. Bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Mặc dù Trình đã định nổi giận, nhưng sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, cũng không thể không đồng ý với yêu cầu vô lý của Phương Tân Minh. Ngay lúc cô chuẩn bị mở miệng đồng ý, Giang Sắc, người vẫn luôn một mực im lặng không nói gì, lại lên tiếng. Anh nhàn nhạt đáp, ông có thể đi được rồi. Hả? Cái gì? Phương Tân Minh và Trình Đăng Định đồng thời nhìn về phía Giang Sắc, cả hai đều có biểu hiện khó tin. Không phải là đang nói đùa đó chứ? Phương Tân Minh nói ra, tổng giám đốc Giang, tai tôi không được tốt, không nghe rõ cậu vừa nói cái gì. Giang Sắc vẫn bình thản nói ra, ông có thể đi rồi. Lần này đã nghe rõ được chứ? Phương Tân Minh cười gằn nói, Giang Sắc, tốt hơn hết, cậu nên suy nghĩ cho cẩn thận, đuổi tôi đi thì sẽ... Giang Sắc lạnh lùng nhìn ông ta, cho ông 3 giây, không cút đi thì tôi sẽ cho bảo vệ ném ông ra ngoài đó. Vẻ mặt đắc thắng của Phương Tân Minh không còn sót lại chút gì. Được, được lắm, Giang Sắc, cái thằng nhóc mày cứ chờ xui xẻo đi. Không có tao, buổi biểu diễn đêm giao thừa tối nay nhất định sẽ sụp đổ. Các người cứ chờ bị giải trí bá khổng làm nhục đi. Phương Tân Minh hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi văn phòng. Trình Đăng Định lo lắng, tổng giám đốc Giang, anh đang làm cái gì vậy chứ? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, lúc này anh lại đuổi người dẫn chương trình quan trọng nhất đi hay sao? Giang Sắc khẽ lắc đầu, có vấn đề gì sao? Tất nhiên là có rồi,
anh có biết tầm quan trọng của một người dẫn chương trình đối với chương trình hay không? Danh sách nói ra. Nhưng Phương Tân Minh đã phản bội, ông ta có chuẩn bị bà đến. Từ việc ông ta hoàn toàn không e sợ phải bồi thường tiền thì có thể nhất định có người đang làm chỗ dựa sau lưng cho ông ta. Không cần nghĩ tôi cũng biết người này nhất định là Bách Tiến Hoành. Trịnh Anh Đình gật đầu. Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Điều Bách Tiến Hoành am hiểu nhất chính là làm ra những chiêu trò tổn hại này. Những 500 vạn chúng ta nhìn một chút, vượt qua cửa ải khó khăn này rồi nói sau chứ. Không được, Danh Sách quyết định nói ra. Đây không phải là ngày đầu tiên. Có ngày đầu tiên cô quen biết tôi, Danh Sách tôi không bao giờ thỏa hiệp. Nhưng lại một chút, anh tiếp tục nói. Vả lại với một người có nhân phẩm như Phương Tân Minh, cô có thể đảm bảo rằng ông ta cầm tiền rồi thì sẽ thể hiện tốt hay không? Nếu ông ta nói hưu nói vượt trên sân khấu, chẳng phải sẽ làm khiến cho chương trình càng tồi tệ hơn hay sao? Như đã được khai sáng đầu óc, lúc bấy giờ Trịnh Anh Đình mới khôi phục lại lý trí từ trong ngỡ ngàng. Đúng như vậy, ai có thể đảm bảo rằng Phương Tân Minh sẽ phối hợp thật tốt sau khi lấy được tiền chứ? Nghĩ như vậy, phương pháp đuổi ông ta đi của Danh Sách mới là chính xác. Vấn đề là Tổng Giám Đốc Giang đuổi Phương Tân Minh đi rồi thì chúng ta để ai thay thế đây? Danh Sách nhìn lướt qua bản lịch trình, thản nhiên nói. Cái tên nhóc này không phải là rất tốt hay sao? Nhìn thấy tên nhóc, theo như lời Danh Sách, Trịnh Anh Đình dở khóc dở cười. Đó là một tên nhóc vừa mới vào nghề chưa đến một năm, tên là Sở Nhật Đồng. Đúng vậy, anh ta là một người mới có tiềm năng xuất sắc, nhưng dù có giỏi và tiềm năng đến đâu thì anh ta cũng chỉ là một người mới vào nghề chưa đầy một năm mà thôi. Làm sao có đủ khả năng và trình độ để đảm nhận một sân khấu lớn như vậy đây?